Chuyên mục gặp lỗi thì sửa. Ở đây chúng ta đang gặp một cái vấn đề là nó báo KSP app option đã not met, sửa S cộng bằng sửa S cộng. Nếu các bạn thấy một cái lỗi như thế này khi các bạn build cái project trong Android Studio thì chắc chắn là trong cái thư mục chứa cái project của bạn đang có một cái khoảng trắng ở trong đấy. Tức là tên thư mục không được phép có cái khoảng trắng nhé. Cách fix thì chỉ là xóa cái khoảng trắng, cái dấu cách ở trong cái tên thư mục chứa project đang build thôi. Cái này có dấu cách này. Bây giờ mình đổi tên nó đi. Đó, bỏ dấu cách đi. Lúc này thì các bạn sẽ vào đây copy lại cái đường dẫn. Sau đó thì các bạn sẽ mở cái Android Studio lên. Open. Paste cái đường dẫn vào đây. Ok. Bây giờ các bạn chỉ việc nhấn build thôi. Ok, như vậy là các bạn đã build thành công mà không còn bị cái lỗi như hồi nãy nữa.